Hello, chào tất cả mọi người. Dạ, đang nghiêng rồi. Alo alo, chào mọi người, mình là Cóc đấy ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Thì video lần này lại tiếp tục một cái video về Da Vinci Resolve ha. Cho những bạn nào mà mới tới kênh mình lần đầu á, thì mình có làm nguyên một cái series hướng dẫn Da Vinci Resolve từ căn bản ha. Bạn có thể coi đó ở dưới cái phần mô tả hoặc là cái link mình để ở trên góc của video ha. Đó, bạn coi những cái video đó thì bạn sẽ biết những cái thao tác căn bản để mà bạn có thể làm quen được với DaVinci Resolve ha. Rồi, còn nội dung ngày hôm nay á, mình sẽ chỉ cho bạn cái cách để mà làm sao để mà làm nổi bật lên cái text ha, chèn cái text vô cái video và làm nổi bật nó lên bằng cách là ví dụ như là tạo background cho nó nè. Rồi tạo cái viền cho cái text ha. Lúc đó cái text của bạn á nó sẽ nổi bật lên so với lại cái nền. Cái này trong những video mình á mình sử dụng rất là nhiều luôn các bạn. Tại vì lúc mà quay video á thì nhiều khi mình nói sót một cái gì đó thì mình có thể dùng cái text mình ghi chú ha, và có thể làm được nhiều thứ khác nữa. Ok, rồi, không để phí thời gian nữa thì intro đi đã. Rồi, vô nội dung chính ha. Cái text á, bạn có hai cái text. Một á là cái text mà ở đây nè. Hai là cái text mà có dấu cộng. Cái text mà có dấu cộng á là nó sẽ có thêm nhiều hiệu ứng khác nữa ha. Cái text này lẫn cái text này đều có thể tạo cái background và tạo cái highlight cái viền cho cái text ha. Để mà bật được cái này lên á, bạn phải bật cái này nè, Effect Library nè. Đó, bật cái Effect Library lên nè. Rồi. Kéo này qua xíu qua. Đây, rồi. Đầu tiên là mình sẽ làm thử với cái text mà không có dấu cộng ha. Đây, mình kéo nó vô. Rồi, xong rồi bạn chọn. Nè, bình thường bạn thấy không? Cái text nè, nó không có nổi bật trên cái video ha. Đó, để bật cái này lên á. Đó, ví dụ mình để đây, thấy không? Nó không nổi bật gì hết, nhất là nó màu trắng mà nó vô đây nó, trừ khi cái background này nha, nó cái màu nó ngược cái lại cái màu của text ha. Rồi, để mà nổi bật lên á thì bạn nên có một cái nền hoặc là bạn làm cái viền cho nó nè. Mình thử nha, để ngay đây nè. Rồi, màu trắng luôn. Bây giờ mình sẽ tạo viền cho nó và tạo cái nền ha. Thì bạn chọn cái text, rồi bạn bật cái inspector lên. Đây, bật inspector nha. Kéo lại qua lại coi. Rồi, tiếp theo là bạn kéo xuống dưới đây. Đây, nó có cái stroke. Stroke tức là cái mà viền á ha. Mặc định thì nó là viền đen. Nè, mình chỉnh cái size của cái stroke lên này bạn coi nè. Đó, bạn thấy cái viền nó thay đổi chưa? Thấy không? Ví dụ bạn cho nó cái màu, ví dụ như là màu sao cái màu gì đó rồi. Cái bảng này sao nó màu kỳ vậy ta? À, cái bảng này, cái này bên mát ha, nhìn nó hơi khác khác. Rồi, ví dụ mình chọn màu viền màu vàng đi. Vàng rồi, đó, bây giờ nè, bạn coi nè. Chọn rồi, ok. Kỳ ta. Bên mát này dùng chưa quen lắm ha. Ok, rồi, đây ok mới được. Đó, thấy không? Cái viền này, bạn chỉnh cái size của cái text nó lớn lên xíu coi. Cái size nó ở đây. Cái chữ bự quá. Rồi, ok. Cho nó bô luôn. Rồi. Nè, cái viền nè. Đó, thấy không? Bạn thấy nó đã nổi bật lên một chút rồi đó, đúng không? Rồi, thử màu khác ha. Màu vàng đi. Vàng chuối. Ok. Nổi lên chút xíu thôi. Bây giờ mình cho cái background. Nếu mà có cái background nó sẽ nổi bật lên rất là nhiều luôn các bạn. Nè, background ngay đây nè các bạn. Mặc định là những cái thông số này. Nếu mà bạn chưa bật á, bạn nhớ là bật nó lên nè. Đó, rồi, sau đó bạn chỉnh cái hay. Cái hay tức là cái chiều cao. Cái chiều cao của cái background ha. Nè, mặc định là zero, bạn chỉnh nó lên. Đó, thấy không? Rồi, ví dụ như là cái width tức là bề rộng á của cái background, bạn chỉnh lại cho nó, đó, cho nó khớp với lại cái text, thấy không? Đó, bây giờ là cái text của bạn nổi bật lên cái nền này, thấy không? Đó, bạn muốn thay đổi cái màu background thì bạn vô đây. Color này,
Đó, ví dụ như là cho màu xanh đi, blue đi, thấy không? Rồi, ví dụ như là background nó cũng có cái outline đó các bạn, tức là cái đường viền của background á, bạn cho nó màu cho đại đi nha, mình lấy màu vàng lại đi, vàng chanh. Đây, rồi độ dày của viền nè, đó, thấy không? Rất là tuyệt vời. Rồi cái corner radius, tức là cái bo góc ha, nè bo góc này, đó, thấy không? Rồi còn gì nữa không ta? Opacity, tức là cái độ mà mình chỉnh cho bạn coi nè, đó, thấy không? Độ trong suốt á, thấy không? Đó, rồi mình để khúc này là được, thấy không? Bây giờ là bạn thấy cái text nó đã nổi bật lên rất là nhiều so với lại cái ban đầu ha. Đó, thấy không? Đó là xong cái mà tạo highlight, bằng cách highlight cho cái text, bằng cách là cho nó cái background và cho nó cái viền, thấy không? Rồi, tới cái phần tiếp theo là mình sẽ tạo viền bằng cái text cộng này ha. Bằng cái text cộng này nó hay hơn cái text bình thường nha. Bạn coi này nha. Ví dụ cái text bình thường á, bạn thay đổi nội dung nha, A B C D. Rồi, thì cái background của nó, cái khung á, kích thước á, nó vẫn không có đi theo cái size của cái text ha. Còn với cái mà text cộng nó hay lắm các bạn. Nè, mình cho qua đây nha. Rồi. Ví dụ như là text highlight text with background. Rồi, làm cái background cho cái text cộng này làm như thế nào? Thì bạn chọn nó, rồi bật inspector nó lên. Inspector mình bật sẵn này ha. Cái xong bạn qua cái chỗ mà shading nè. Thấy shading không? Mặc định là nó chỗ text nè. Bạn qua chỗ shading. Đó. Có những cái element đây các bạn. Mặc định là cái element này nó được chọn rồi nè. Bạn qua element thứ hai, bạn bấm chọn cho nó. Lúc này nó sẽ có cái outline, tức là cái viền của chữ. Đó, thấy có cái viền chưa? Rồi, tiếp theo nữa. Số 3 là shadow, tức là đổ bóng cho nó. Nè, bấm vô cái, thấy không? Nó đổ bóng. Bạn thấy cái text nó đã nổi bật hơn nhiều rồi, thấy không? Nè, bạn vô đây nè. Đó. Thấy nó đã nổi bật hơn rất là nhiều rồi. Giờ cho nó thêm cái background nữa, càng nổi bật hơn nữa. Nè. Là tức là element cái số 4 này ha. Rồi bằng enable đó. Lúc này là cái nó có background mà nó sẽ đi theo từng chữ ha. Thì cái mình hay sử dụng á là chỗ này nữa các bạn. Chỗ mà level á, bạn chọn là text ha. Rồi, sau đó cái này tương đương cái chuyện mà width với lại height á ha. Tương đương với lại width với lại height cái bên kia á. Nè, mình chỉnh nè, cho nó rộng thêm chút xíu đi. Rồi, cho nó cao chút xíu. Rồi, ở đây là bo tròn nè, round nè, bo tròn nè, bo góc nè, đó. Rồi opacity đây, mình cho nó trong suốt chút xíu. Đó, rồi. Thấy không? Đây là xong cái phần mà tạo background, là tạo highlight bằng cách là cho nó cái viền, như là cho background ha, bằng cho cái text cộng. Đó. Và cái text cộng này nó có cái hay các bạn ha. Bạn chỉnh theo cái setting của mình á. Thì lúc mà bạn thay đổi nội dung của cái text nè, bạn coi này nha. Enter một phát. Đó, thấy không? Bạn cho nội dung dài lên. Thấy không? Nó tự động nó dài theo các bạn. Thấy không? Cái này rất là tiện luôn. Đó. Còn ví dụ mà bạn dùng cái text nè, cái này bên này là cái text nè. Bạn thay đổi nội dung trong đây thì cái kích thước của background nó không có thay đổi theo ha. Còn cái text cộng á, nó kích thước thay đổi theo luôn. Ghê không? Đó. Mình làm lại cái text cộng này ha, tại vì nó rất là thú vị các bạn. Làm lại cho bạn coi nè. Kéo nó qua. Đây, rồi. Nhập nội dung nó nè, A B C D F. Đây, rồi, bạn qua cho shading nè. Rồi. Bật hết ba cái này lên, mấy cái element nè. Bốn cái luôn nhé, mấy ba. Đó, rồi. Bật lên. Xong rồi cái chỗ mà level nè, từ character bạn chỉnh là text ha. Cái xong bạn text đâu rồi? Đây rồi. Cái xong bạn kéo xuống. Bạn chỉnh cái này lại. Horizontal với lại cái vertical ha. Chỉnh cho nó dài dài lên xíu, chỉnh cho nó cao cao lên xíu. Rồi bo tròn nó cho nó đẹp. Đó, rồi xong cho opacity là cho nó trong suốt chút xíu. Rồi, đó, vậy là xong ha. Bây giờ bạn thay đổi nội dung thử này nha. Đó, thấy không? Cái background tự động nó dài theo, rất là tiện luôn. Đó, thấy không? Rồi, vậy là xong cái phần hướng dẫn mà highlight cái text
bằng cách là tạo cho nó background và tạo cái viền cho nó ha. Đó. Video đến đây là hết rồi ha. Nếu mà bạn thấy cái video này có ích á, nhớ để lại like và comment. Comment cái những cái mà bạn muốn mình làm video về nội dung gì á ha, thì bạn có thể comment. Nếu mà cái chủ đề nào á được nhiều bạn comment thì mình sẽ ưu tiên làm về cái chủ đề đó ha. Rồi. Với những bạn nào mà tới cái kênh của mình lần đầu á, Chân Đất Channel á, thì mình có làm nguyên một cái series về Da Vinci Resolve rồi ha. Bạn lên cái kênh của mình mà coi, mình có một cái playlist luôn. Đó, bạn vô đó ha. Mình sẽ để cái link dưới phần mô tả. Rồi, nhớ like và subscribe ủng hộ Chân Đất Channel nha. Và nhớ bấm nút cái chuông bên cạnh nút subscribe á, để mà khi mà mình có video mới thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của mình. Ok, rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck. À quên. Mình có một cái group ha. Mình có một cái group Facebook đó, để mình tạo cho cái kênh của mình. Nếu mà bạn có thắc mắc hay là muốn chia sẻ kinh nghiệm gì đó, nhiều khi bạn comment lên cái YouTube á, nó không cho up hình ha, không cho up hình chi tiết, thì bạn có thể comment lên cái group đó, thì mọi người, những anh em trong group đó sẽ hỗ trợ ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Bye bye. Good luck. Hey yo, chào tất cả mọi người, mình ở Cốc đây. Mình ở quê ha. Và ở chỗ này trên cái khe. Thấy không? Lên đường tiếp đây.